Cố lên. Đẩy luôn. Tôi cũng thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Tịnh Bình xin chân thành cảm ơn cháu Trọng, kênh YouTube Phúc Trọng Vlog thì cũng đã quay đồng những hành. Các cùng clip và cũng đồng hành cùng với đoàn và đã trao quà cho bà con nhân dân thôn Tịnh Bình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, dạ. Thì cháu cũng không biết nói gì hơn. Thì hồi nãy thì chú đã đại diện bên trưởng đoàn ở bên cái đoàn mà cứu trợ ra ngoài này, chú đã gửi lời chúc đến bà con mình rồi. Nhưng mà thì tại vì cháu cũng gửi thêm một lời chúc đến bà con nhân dân của mình nhá. Thì là bà con nhân dân của mình thì cố gắng lên. Vâng. Thì cháu không biết nói gì hơn thì chúc bà con nhân dân mình sẽ cố gắng lên. Xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị. Vâng. Thì hồi nãy thì đoàn của Trọng là đã phát những cái phần quà cho bà con rồi. Còn bây giờ là Trọng sẽ phát cái món quà này. Thì cái món quà này là của riêng ở bên kênh YouTube của Trọng thôi. Đây là bây giờ là Trọng sẽ phát cho bà con. Thì mỗi một hộ như vậy thì là Trọng sẽ phát cho 200 ngàn để cho bà con của mình có thể chủ động mua lương thực, thực phẩm thiết yếu nhá. Bà con mình cho một tràng vỗ tay nào. Dạ. Chào cả nhà nhá. Bây giờ là anh em mình là đang trên đường tiếp tục di chuyển đến một cái ngôi làng nữa cả nhà. Thì cái con đường này là mấy hôm trước là Trọng nghe người dân họ nói là bị ngập rất là nhiều luôn. Bây giờ là phương tiện lưu thông cũng đang rất là khó khăn luôn đó cả nhà. Thì ở phía trước là Trọng thấy là có rất là nhiều cán bộ chiến sĩ đang đi dọn dẹp cái con đường này. Thì nãy giờ đường đi nó rất là khó luôn á cả nhà. Đất đá ở trên đồi nó bị sạt lở á cả nhà. Như thế này này, quay cho cả nhà xem. Đi nó rất là khó và nó cũng rất là nguy hiểm luôn cả nhà. Đoàn của anh em mình là đang chạy ở phía trước. Chuyến này là đi vào trong vùng sâu, vùng xa hơn nhé cả nhà. Đi tận vào trong vùng sâu, vùng xa luôn. Những chỗ mà những đoàn khác không thể đi được, anh em mình cũng phải cố gắng đi. Cả nhà xem đất đá nó lở này. Trời ơi. Là quang cảnh cái con đường mà anh em mình đi để phát quà đây cả nhà. Phía trước này cả nhà xem là đất đá nó lở này. Cũng may là ngày hôm nay là anh em Trọng đi là trời nó không có mưa đấy cả nhà. Chứ cả nhà nhìn như thế này là cả nhà có thể hiểu rồi, nhưng mà trời mà mưa thì đất nó lở thì rất là nguy hiểm. Anh xe của anh em mình đang ở phía trước có lá cờ Việt Nam phấp phới tung bay kìa cả nhà. Đây này cả nhà. Cái này nguyên là quả đồi nó sạt lở luôn kìa anh Tuấn. Cả nhà xem cả nhà thấy đó. Đúng rồi. Đây này, có xe của đoàn khác này cả nhà. Quay cho cả nhà xem cái quá trình đường đi nhá. Cả nhà có thể hiểu được là để mà đem những cái phần quà trao đến tận tay cho bà con người dân ở đây thì anh em của mình là nó phải trải qua những gì cả nhà. Cả nhà xem, cả nhà có thể thấy đó, là để mà trao những cái phần quà cho người dân là anh em Trọng là trải qua những gì. Thì cả nhà xem là cả nhà đều cảm nhận được. Chỗ này sạt lở quá trời luôn này anh Tuấn ơi. Này nguy hiểm này. Hình như là hôm bữa là có cái xe nào bị lật hay là bị nghiêng đít đây ấy. Ở đây là sạt lở quá trời luôn rồi này cả nhà. Bây giờ là anh em Trọng là đang trên đường đi vào trong một cái ngôi làng bị cô lập hoàn toàn luôn đó cả nhà.
để quay cho cả nhà cái cảnh này là cả nhà thấy tan hoang. Đây là cái lan can này cả nhà. Cái lan can ở đây mà bây giờ nó trôi đến tận dưới kia rồi. Trời ơi. Cả nhà xem, cả nhà thấy đó. Thì Trọng có làm việc với cả chính quyền địa phương thì Trọng có biết là ở sâu bên trong hơn. Ở sâu bên trong hơn thì là có cái ngôi làng có cả mấy trăm hộ dân ở trong đó là họ bị cô lập luôn đó cả nhà. Mưa rồi đường nó sạt lở như vậy rồi đường không đi được rồi người dân bị cô lập luôn. Đây này. Ừ. Mặc dù cái cơn bão số 3, bão Yagi là nó đã đi qua là được hơn một tuần nay, cả chục ngày nay rồi. Nhưng mà cái hậu quả của nó để lại cả nhà xem, cả nhà thấy không? Cây này nó trôi. Để, trời. Rồi Kiệt đứng đó đi, để anh miêu tả cho cả nhà có thể hiểu. Đợt trước là lũ bắt đầu nó cuốn là hết đất đá ở trên là nó san bằng luôn này. Ở phía hai bên tay của Trọng Chỉ là cả nhà có thể thấy là bên này là đá nó cao qua bên này này. Là cái con đường này lúc trước là đất đá là nó ngập qua đầu của Trọng luôn. Xong rồi sạt lở, xong bắt đầu người dân rồi bên chính quyền xã họ mới lấy máy múc các thứ họ múc để khơi thông đường cho bà con đi. Nhưng mà thực sự bây giờ đi là cũng rất là khó khăn luôn á. Mặc dù là anh em Trọng đi ô tô, đi xe bán tải luôn thì cũng rất là khó. Nên là đường đi rất là khó luôn cả nhà. Trời ơi, nước vẫn còn đang rất là xiết. Có nhiều đoạn là xe mình chạy á, mà mình cảm tưởng như là chạy không nổi luôn cả nhà. Mà mình phải thắng lại luôn á, mình phải thắng lại, mình đẩy thì xe nó mới đi được. Đây, cả nhà xem, cả nhà thấy. Thì bây giờ anh em Trọng là tiếp tục đi lên trên vào trong làng nhá. Thì mời cả nhà tiếp tục xem cái video này cùng anh em mình. Bây giờ anh em mình tiếp tục đi vào trong làng. Trời ơi. Mưa bão to bắt đầu đất đá đây nó sạt lở đó. Cả nhà cứ tưởng tượng đi là hai bên như này á, nó sụp nó cao lên trên này xong bắt đầu người ta phải múc, người ta vạt ngang ra mới đi được cả nhà. Thành ra là người dân ở trong này là họ bị cô lập luôn. Trọng xin nói là ở cái nơi mà anh em Trọng sắp sửa đi á, là cái nơi này là vùng sâu và vùng xa luôn. Có rất là nhiều đoàn từ thiện họ đi nhưng mà họ không có đi được đến tận nơi này, tại vì đường nó rất là khó đi. Thành ra là anh em Trọng thì anh em Trọng quyết tâm là đi đến nơi tận nơi luôn để xem bà con như thế nào. Xin chào cả nhà nhá. Thì ngày hôm nay là anh em mình là đang di chuyển sâu hơn vào trong những cái ngôi làng mà có thể gọi nói là sống biệt lập ở trong rừng luôn. Thì trong cái quá trình di chuyển thì xe ở trong đoàn anh em mình là đã bị gặp sự cố cả nhà. Không thể nào mà ấy được. Anh ơi lên xe đi. Không thể nào mà di chuyển được nên phải vào đẩy. Đây cả nhà. Ra đằng sau đẩy phụ anh em đi Kiệt. Đây cả nhà. Đẩy sau coi để ý là nó. Bán tải lên tí nữa đi bạn. Bây giờ là xe đang bị lầy đấy cả nhà, nên là không có thể nào mà chạy lên được. Nên là bây giờ là đang phải đẩy lên nhé cả nhà. Ở phía sau thì vẫn còn một xe nữa. Để em đi qua cái. Xin chào cả nhà nhá, mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đoàn anh em Tây Nguyên tụi mình, những cái đoàn xe cứu trợ là có mặt tại Yên Bái. Thì ngay tại ở cái khu vực này, Trọng cũng không nhớ đây là thôn gì và xã gì nữa cả nhà. Chút xíu nữa là Trọng sẽ hỏi người dân. Thì ngay bây giờ thì đoàn xe của anh em Tây Nguyên tụi mình là đang xuống quà cả nhà, để chút xíu nữa phát cho những bà con người dân ở xung quanh đây. Thì em Kiệt có thể quay một vòng xung quanh, quay từ từ thôi.
thì Trọng có trao đổi với chính quyền địa phương, Trọng với cả những người trong đoàn có trao đổi với chính quyền địa phương, thì được biết là ngay tại khu vực này cách đây chỉ một vài ngày thôi là bà con là bị bão lụt ảnh hưởng rất là nhiều luôn, là đường xá rồi nước ngập cả đầu luôn đó cả nhà. Những cái nhà ở sát mé sông rồi bị sạt lở, cầu xá này kia các thứ là đều bị gió bão cuốn trôi hết cả nhà. Thì người dân họ đang tập trung rất là đông, còn anh em trong đoàn thì đang ở bên kia tập trung để sắp xếp quà. Thì đi, anh em mình đi. Vâng. Đây cả nhà, thì hai xe hàng trong đoàn của anh em Tây Nguyên là đang xuống quà nhé cả nhà. Đây, đang xuống quà ở bên này. Đây, mấy anh em là đang xuống cả nhà. Chú, cháu nói chuyện với chú một tí. Đây, giới thiệu, đây, chú cháu mình đứng đây. Thì giới thiệu với cả nhà, đây là chú gì cháu quên nhỉ? Chú Thanh. À, chú Thanh. Đây là chú Thanh, chú là ở bên đoàn ở bên Đắk Nông. Thì Trọng thì ở bên Lâm Đồng, với cả một đoàn nữa ở bên Đắk Lắk. Thì ngày hôm nay thì mình phát ở đây là bao nhiêu phần quà vậy chú? À, là hôm nay là theo cái chương trình của đoàn đó, dạ, đi là 600-700 phần. Vâng. Về trong cái tỉnh Yên Bái, tuy nhiên địa điểm của mình đây là 150 phần. Dạ. 150 phần. Một lần nữa xin thay mặt cho đoàn, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe và vượt qua những cái khó khăn. Xin chân thành cảm ơn. Rồi, chú cảm ơn chú nhé. Rồi. Đây cả nhà, thì những anh em ở trong đoàn hỗ trợ ở Tây Nguyên mình là đang vận chuyển quà cáp các thứ xuống đây cả nhà. Quay cho cả nhà xem. Rồi chị, cho em xin cho mấy chú tiền để. Đây này cả nhà. Cứ đi qua luôn, coi chừng dính đầu em. Đây là bánh kẹo này kia các thứ này cả nhà. Vâng. Mấy thùng này cũng là bánh kẹo hết luôn. Ừ. Bên này là mì nhé cả nhà. Đây, em Kiệt qua bên này. Quay hết quà gác lên. Bánh kẹo này dành cho trẻ em. Nói chung là sẽ phát chung với quà luôn đấy cả nhà. Trọng quay cho cả nhà xem. Đi anh. Trọng quay cho cả nhà xem cái quá trình chuẩn bị hàng hóa đấy. Để một chút xíu nữa rồi phát cho bà con ở đây nhé cả nhà. Đây là bánh kẹo, còn đây là mì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đi Kiệt. Bà con lại đây rất là đông luôn kìa cả nhà. Cả nhà có thể thấy. Đây, bây giờ là anh em mình là xuống thêm một đống hàng tập kết ở phía trước nữa. Nào đây. Ê, 10 rồi. 10 rồi á? Ừ. Anh đặt bên nữa đó. Ôi dạ. Mày đi ăn đâu? Hai cái này em chụp cho. Ê, không để chụp mắt. Cả nhà nhìn những cái cảnh này không thua kém gì trong phim hành động cả nhà. Anh thử cái ra mời đại diện trong ban bên này, đại diện cho X2 luôn. Rồi. Lại cứ sát một chồng là 10 đi. Đó, anh em đang xuống quà, một hồi sẽ phát cho người dân cả nhà. À. Để chồng đi đồng hành cùng bà con. Dạ. Chúng là chào tất cả các mọi người nhá. Dạ. Đây là anh Cường cả nhà. Anh là ở bên Đắk Nông. Nói chung là anh em trung đoàn Tây Nguyên của mình. Trọng, anh em Trọng thì ở Lâm Đồng. Còn anh Cường và một số anh em ở Đắk Nông. Hồi sáng là có thêm một số anh em ở Đắk Lắk nhập chung với mình luôn đúng không đúng anh? Rồi. Đây. Dạ. À. Đây, chú ở bên Đắk Lắk. Chú ở bên Đắk Lắk. Vâng vâng. Cùng anh em nhà mình cũng là từ thiện quà từ thiện cho bà con. Vâng vâng. Ở vùng lũ. Dạ. Hiện tại bây giờ là anh em trong đoàn từ thiện cứu trợ Tây Nguyên của chúng mình là đang trong cái quá trình mà chuẩn bị đồ đạc để xuống nha cả nhà.
Thì ngày hôm nay ở trong cái đoàn cứu trợ Tây Nguyên của anh em mình thì gồm có cả những anh em ở đến từ Lâm Đồng, có cả đến từ Đắk Nông và cũng có cả đến từ Đắk Lắk, nên là trọng gọi chung là những anh em ở Tây Nguyên của mình. Thì hồi nãy thì anh em mình nhá là có đi ghé qua thăm một số cái vùng mà bị ngập lũ ở cả nhà. Những cái cảnh mà ngập lũ nhà dân thì nhìn rất là thương luôn đó cả nhà ơi. Thành ra là trong đoàn thì cuối cùng họp lại quyết định là sẽ phát ở đây khoảng 100 mấy, gần 200 phần quà cả nhà. Thì bây giờ là những người anh em là đang xuống hàng để chút xíu nữa phát cho người dân. Thì người dân họ tới rất là đông rồi, để trọng ra trọng hỏi thăm cuộc sống người dân mình. Vâng, chào bà nhá, chào chị nhá. Chào chú. Vâng, chú công an xã chú. Chú công an. Vâng vâng. Thì cháu nằm trong đoàn đi cứu trợ phát quà cho bà con mình này. Cho cháu hỏi thăm chú một tí được không? Vâng vâng. Thì hồi nãy thì có cái chị bên chi hội phụ nữ cũng dắt bọn cháu đi tham qua những cái chỗ mà bị ngập lụt và những cái thiệt hại rồi. Thì những cái ngày vừa qua mà cái cuộc sống bị ngập lụt á của bà con mình như thế nào, chú có thể cho cháu biết thêm được không ạ? Nói chung về cái ảnh hưởng của cơn bão thì được cái sự chung tay của bà con các tỉnh bạn. Vâng. Cũng giúp đỡ nhiều đến bà con ở trong thôn Thịnh Bình chúng tôi. Chẳng hạn như là mì tôm rồi nước uống rồi các loại gọi là trực tiếp. Nhưng mới đầu thì cũng được nhiều đoàn giúp đỡ về cái lương thực như là cái ăn chín chẳng hạn như xôi bánh. Cứ đến giờ này thì nói chung là cũng tạm thời ổn định. Cũng là ổn rồi đúng không? Cũng tạm ổn gọi là có nước có điện. Gọi là các điện thì là bên sở điện họ cũng có ấy cho rồi. Thế mấy hai nữa là thế là lúc mà bị ngập lụt là điện cũng mất luôn à? Ôi giời, mất mấy ngày ạ. Điện thì nó ngập thì không đấy. Cái đường mình đang đứng đây là có thể di chuyển được không chú? Không di chuyển được nữa, cái này nó ngập lên đây đây, cái mức nước nó đây. Đấy, mức nước ở trên này này. Đấy, nó lên đấy. Thế là chắc là chỉ đi thuyền nhỉ? Chỉ có đi thuyền thôi. Đi thuyền. Mà nó nước nó lên ban đêm thì rất là khó khăn, ánh sáng không có. Nên là nó cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng đến giờ này thì nói chung là cũng bà con cũng tạm thời tạm ổn. Bây giờ đang gọi là vận động nhau để đi thu dọn những cái chỗ nào nó còn ngập lụt đấy, hỗ trợ bà con chỗ nhà nó bị ngập nhiều, một bùn nó vào ấy. Chúng cảm ơn chú nhá. Thay mặt bà con dân thì cũng cảm ơn tất cả các đoàn đã đến thôn để hỗ trợ. Lá lành đùm lá rách, khó khăn vượt qua những cái. Cảm ơn chú công an xã nhá. Chú gì nhá? Chú tên là Toàn. Chú Toàn. Cảm ơn chú Toàn công an xã nhá. Ông đến nhận quà hả ông? Vâng, tôi đang đi vào trong ruộng để tháo nước nhưng mà nó ngập tàn hết rồi. Mình ngó rồi, chú bây giờ đi cũng đau chân cũng đi được. Cái ruộng nhà ông bị ngập à, trồng lúa hay trồng gì không? Trồng lúa. Thế thì cái lúa đấy là chết luôn à? Chết luôn, xuống đất rồi. Nó thành bây giờ thì mình có để phủ hết đâu đây. Cái vào ngoài soi trước cửa ngoài kia thì còn đau, nhưng không ngập đến bằng này, nhưng mà hơn mét bùn thì còn sống, còn ăn cái gì đâu. Cho nên giờ dân người gọi là thiệt hại mua màu. Lúa là ngập cả mét bùn luôn. Ồ, thế thì hư hết rồi nhà ông nhỉ? Không thì coi chung là hết. Bên đau con là trắng, nếu người dân chỉ mỗi con người là còn sống, bên nhà cửa là còn. Nó thiệt hại lớn. Cố gắng lên ông nhá. Cố đấy. Quyết tâm chứ. Sống người còn sống là quý rồi. Còn chỗ nơi các anh bảo còn mất người, mất nhà, mất cửa rất là chứ. Chưa tìm thấy xác nó khổ nữa đấy. Đấy còn thương tai hết nữa. Rồi, chúc ông, chúc bà con mình nhá. Chúc ai nhá, thế là thôi nhá. Cá dành dùng nước lách, thế là rất là quý rồi. Vâng. Sao chú? Có chị đại diện cho chính quyền họ cảm ơn mình để mình phạt. Chị này là đại diện chính quyền, chị cảm ơn đúng không? Vâng. Chị Nhàn ơi. Vâng. Cho em gái cái này nhá. Vâng. Thì tại vì em đang ghi hình này thì tất cả bà con ở trên đất nước Việt Nam mình đều xem được cái video này á. Thành ra là chị có cái tâm tư gì hay là chị có muốn có cái lời gì nhắn gửi á thì chị cứ nói ở trong video này. Vâng ạ, trước tiên là cũng không biết nói gì hơn. Tôi xin phép được giới thiệu, tên tôi là Hoàng Thị Nhạn, là bí thư chi bộ thôn Thịnh Bình, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đại diện cho bà con nhân dân là cũng xin thay mặt là xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và cũng như là trong đoàn thiện nguyện. Trong đoàn thì là của xã Quảng Khê, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông.
Thì đối với đoàn đến đây thì từ khi gặp và cũng như là có một cái trao cái gợi cảm mà cái sự thân thiện đối với đoàn. Hai nữa là cũng mong muốn của chúng tôi là cũng được nhận những cái phần quà để làm sao trong qua cái thời điểm gần đây nhất chúng tôi vượt qua. Thì đối với bản thân tôi thì cũng xin thay mặt và cũng như là tập thể bà con nhân dân thôn Tịnh Bình thì chân thành cảm ơn đoàn đã đến và trao quà cho chúng tôi. Tôi cũng thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Tịnh Bình xin chân thành cảm ơn cháu Trọng, kênh YouTube Phúc Trọng Vlog thì cũng đã quay những các clip và cũng đồng hành cùng với đoàn và đã trao quà cho bà con nhân dân thôn Tịnh Bình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn. Vâng, dạ. Thì cháu thì cháu cũng không biết nói gì hơn. Thì hồi nãy thì chú đã đại diện bên trưởng đoàn ở bên cái đoàn cứu trợ ra ngoài này, chú đã gửi lời chúc đến bà con mình rồi. Nhưng mà thì tại vì cháu cũng gửi thêm một lời chúc đến bà con nhân dân của mình nhá. Thì là bà con nhân dân của mình thì cố gắng lên. Vâng. Thì cháu không biết nói gì hơn thì chúc bà con nhân dân mình sẽ cố gắng lên. Xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Vâng. Vâng. Tham gia quà hôm nay. Dạ. Vâng. Bây giờ là anh em trong đoàn mình bắt đầu cái quá trình phát quà nha cả nhà. Trọng với cả anh Cường. Dạ. Anh. Dạ, đây, của cô đây. Dạ. Đinh Văn Thịnh. Các bạn con nhà mày Đinh Văn Thịnh đâu rồi ạ? Đinh Văn Thái ạ. Đinh Minh Tiến ạ. Đinh Minh Tiến ạ. Nam đâu? Đây đây, của chú đây. Xin cảm ơn bà con Tây Nguyên cả nhà. Dạ. Cảm ơn các anh các bác nhá. Vâng vâng. Nói mãi rồi đi ra. Vâng vâng. Chỗ này cô cho ta đây. Dạ. Vâng vâng. Cảm ơn bà con Tây Nguyên. Bà Ban Dũng hả? Bà Ban Hồng ạ. Vào đi. Anh Dũng ạ. Dạ. Bà Ban Hồng ạ. Dạ dạ rồi, em cảm ơn chị nhá. Nguyễn Văn Long ạ. Chị ơi. Em đang quay phim em không đeo được. Dạ. Cảm ơn bà con, em thấy rất nhiều ạ. Con đến rồi anh ơi. Cảm ơn lòng tốt chị nhá. Vâng. Nguyễn Văn Long đâu rồi? Chúc ông nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Chúc chị nhiều sức khỏe nhá. Chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Dương Văn Tâm ạ. Dương Văn Vân ạ. Dương Văn Vân cứ để đây. Chúc cô nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Phùng Tiến Ngoan ạ. Nhàn ạ. Dạ được ạ. Vâng, chúc chị nhiều sức khỏe nhá. Phùng Tiến Long ạ. Nhận hộ thôi. Vâng. Vâng, cho nhận hộ luôn. Vâng ạ. Bữa trưa. Dạ. Phùng Tiến Dinh ạ. Sao ở bà con mình họ Phùng nhiều nhờ? Có một Phùng ở trong đây. Vâng. Đồng bào dân tộc. Dạ. Cảm ơn nhá. Vâng, vâng, vâng. Ở đây bọn chị chiếm trên 60% là dân tộc thiểu số. 60% là dân tộc thiểu số. Dân tộc gì chị? Mường là nhiều. Mường. Dạ. Anh Công. Em ơi. Dạ dạ. Đây bác này. Giúp anh với, giúp anh với. Cảm ơn ạ. Vâng vâng vâng. Dạ chúc cô nhiều sức khỏe nhá. Ôi ôi. Nóng kinh luôn nhỉ. Nóng luôn. Tại vì cứ ì ạch mà không leo được đấy anh. Thành ra là này toàn đi đèo không phải chấp nhận nữa chứ. Đi đèo là
suối vượt qua đấy chưa? Mình đi hồi nãy suối cao, đất đai nó cà như vậy. Hiện tại bây giờ là anh em của trong đoàn của tụi mình thì là đang vào trong cái khu vực xã gì anh nhỉ? Lũng Cũ. À làng Lũng Cọ. À Lũng Cọ, đúng rồi. Thì trong quên mất cái tên xã là gì, xã gì ạ, trọng không nhớ nữa. Nhưng mà trọng muốn nói cho tất cả khán giả biết, đây là một trong những cái ngôi làng mà làm biệt lập ở trong rừng luôn. Thì đường đi vào trong đó rất là khó. Thì có rất là nhiều đoàn từ thiện họ đi, họ thăm, họ phát quà, nhưng mà họ chỉ đến được những cái địa điểm mà kiểu ủy ban nhà văn hóa, những cái địa điểm mà họ có thể tới được thôi. Thì nhưng mà anh em trọng biết được là có một cái ngôi làng là đang sống biệt lập ở trong đó, mưa rồi đất đá rồi kẹt rồi người dân không có đi được cả nhà. Thì thành ra là anh em trọng đã đang trên đường vào, thì đi được nửa đường rồi cả nhà, đi được nửa đèo rồi, thì anh em mình dừng lại kiểm tra kỹ thuật xe này kia các thứ để đi lại cho nó an toàn cả nhà. Nếu mà tính đi liên tục là cũng là hơn 2.000 cây đấy. Ừ. Tại vì anh em mình còn đi vòng mà nhiều cung đường là bị sạt cũng không đi được các nhà, phải đi vòng thôi, đâm ra nó xa hơn. Còn nếu mà tính km đúng theo con đường đó thì gần 2.000 km. Ừ. Đây cả nhà, trên xe là anh em mình có dán là đoàn cứu trợ Đạ Tẻ Lâm Đồng đến với đồng bào miền Bắc. Cả nhà xem, cả nhà có thể thấy. Thì trọng là người con của Đạ Tẻ, thì trọng là đi ra ngoài này thì anh em mình đầu tiên là anh em mình Đạ Tẻ đi đấy, lên đây ấy, là đầu tiên là người Đạ Tẻ luôn. Anh em mình đang kiểm tra kỹ thuật xe cộ các kiểu cả nhà, xem một chút xíu là anh em mình lên đường. Hiện tại bây giờ là anh em trọng là đang trong quá trình đi lên, thì có một chiếc xe ở đằng trước là đang bị mắc kẹt này cả nhà. Bây giờ là xe này lên không nổi, tại vì đường nó xấu, nó khó đi quá, bị hư hết trơn này này. Cả nhà xem, cả nhà thấy này, đường hư hết trơn này. Thành ra là xe này không lên nổi, bây giờ là đang lùi xuống mấy đà. Nhờ cả nhà mỗi người ủng hộ một tay nhá. Đưa đây. Đừng xuống nữa. Rồi anh ơi. Để nhờ mấy anh em này đẩy phụ. Đúng rồi. Lên đúng không? Đúng rồi, lên này. Cái này là chắc đủ người, là chắc là thoải mái này. Đúng rồi. Cái này chở một tấn không anh? Lên. Yeah.
Ôi, mệt quá cả nhà. Chưa lên được trên đỉnh đâu. Phải còn nửa đường nữa. Cảm ơn mấy anh nhá. Xe này không phải đoàn của em nhưng mà cũng cảm ơn. Dạ. Xe này từ từ nhá, để xe dưới lên nó. Ok, anh cứ lên trước đi. Cảm ơn mấy anh em nhá. Em cũng như anh ơi, cũng đẩy phụ thôi. Đẩy nó giờ anh có hai ông. Quá cả nhà. Bây giờ anh em mình lại là tiếp tục hành trình nhé cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục xem video này nhá. Mệt quá. Bây giờ là mình lại tiếp tục cái hành trình đi vào trong vùng cao đây cả nhà ơi. Xin chào cả nhà nhá. Thì ngày hôm nay là anh em mình là đang di chuyển sâu hơn vào trong những cái ngôi làng mà có thể gọi nói là sống biệt lập ở trong rừng luôn. Thì trong cái quá trình di chuyển thì xe ở trong đoàn anh em mình là đã bị gặp sự cố cả nhà. Không thể nào mà ấy được. Anh ơi, lên xe đi. Không thể nào mà di chuyển được nên phải vào đẩy. Đây cả nhà. Ra đằng sau đẩy phụ anh em đi Kiệt. Đây cả nhà. Đẩy sao coi để ý lên nó. Bán tải lên tí nữa đi bạn. Bây giờ là xe đang bị lầy đấy cả nhà. Nên là không có thể nào mà chạy lên được. Nên là bây giờ là đang phải đẩy lên nhé cả nhà. Ở phía sau thì vẫn còn một xe nữa. Để em đi qua cái. Go lên. Đẩy luôn. Đó, cả nhà có thể thấy đó là xe nó bị kẹt. Bây giờ là phải như vậy. Thì nãy giờ là đoàn xe tải chở hàng của anh em mình là đã lên trên được rồi nha cả nhà. Trời ơi, cả nhà xem chân tay này. Kiệt quay cho cả nhà xem này. Sần quá, sần luôn rồi. Bây giờ phải đi xuống cái vũng nước này trong rửa qua mới được. Kiệt rửa chưa em? Mới rửa xong. Những cái đoạn đường đèo dốc như này nó rất là ấy luôn đấy cả nhà. Anh em mình là đang đi sâu vào trong vùng sâu vùng xa luôn. Kiệt quay phía sau lưng có cái núi kìa cho cả nhà xem, cho cả nhà thấy. Núi này rất là cao anh ơi, nó giờ mình leo núi mà. Anh em mình phải đi sâu vào bên trong đó cả nhà để mình thăm những cái hoàn cảnh mà cực kỳ đặc biệt khó khăn cả nhà ơi. Xin chào cả nhà nhá. Hiện tại bây giờ là anh em trong đoàn của tụi mình là đã có mặt tại xã Tân Thượng của huyện Lục Yên thì phải.
của tỉnh Yên Bái cả nhà. Thì cái xã Tân Thường này là một cái xã mà rất là vùng sâu vùng xa của tỉnh Yên Bái luôn. Thì để Trọng quay cho cả nhà xem này, để cho cả nhà có thể thấy xung quanh của Trọng kìa. Cả nhà nhìn thấy những là cái núi đá kìa, nó rất là cao luôn. Thì ở khu vực trong này á, thì theo Trọng được biết á, là đa phần là những người đồng bào dân tộc họ sống ở trong này không à. Nên là cuộc sống của họ rất là khó khăn. Và hiện tại mà ngay cái nơi của Trọng đang đứng đây thì đợt mưa bão vừa rồi là xảy ra rất là nhiều cái trận sạt lở này kia. Nên là bà con ở đây cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là ngày hôm nay thì đoàn của Trọng là đi tới trên này. Thì xe chở quà các thứ thì cũng có tại đây đây cả nhà. Thì ngay tại địa điểm này á, thì nó vẫn chưa phải là cuối con đường này. Thì nên là tại vì ở ngoài kia cũng có một số hộ dân của gia đình bà con ở đó. Nên là đoàn anh em mình là có để ở đây là mấy chục phần quà. Đây, để ở đây mấy chục phần quà, để chút xíu nữa là sẽ có một nhóm. Tại vì người dân thì họ ở đây là họ sẽ ở rải rác ở trên đường, ở trên núi vậy đó. Chứ họ không có tập trung vô một chỗ cả nhà. Nên là mình sẽ phát thành nhiều điểm. Mình phát ở đây một điểm, xong rồi xíu nữa mình lên trên, mình vào sâu hơn mình sẽ phát thêm một điểm nữa. Thì ở đây là ở cái chỗ tập kết quả đây cả nhà. Thì cả nhà xem thì cả nhà thấy rồi đó. Thì lúc nãy thì để mà vận chuyển cái quả này lên trên này thì nó rất là khó khăn. Nó cũng rất là gian khó luôn đấy cả nhà. Lúc nãy thì xe trong đoàn tụi mình cũng bị lầy, cũng không có thể nào mà đi được luôn đấy cả nhà ơi. Đây là ở xã Tân Phượng của huyện Lục Yên. Đây là Lục Yên đúng không anh? Huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái cả nhà. Trọng không biết cái chỗ này là chỗ nào, nhưng mà chỗ này Trọng thấy họ làm cái này chắc là để chụp hình view hay sao này cả nhà. Nhưng mà nhìn sâu xa hơn thì cả nhà thấy trời ơi, núi đá rừng kìa cả nhà. Thì bây giờ Trọng sẽ đợi một chút là người dân họ đi lên họ lấy quà rồi Trọng sẽ phát cùng với đoàn nhé cả nhà. Mời cả nhà tiếp tục xem cái video này. Đây này cả nhà, hiện tại bây giờ là anh em Trọng là đang đi vào trong một cái ngôi làng. Thì ở khúc này thì đất bị sạt lở này cả nhà, đường cũng hư hết trơn luôn rồi. Bây giờ là mình đang đi vào trong làng nha cả nhà nhá. Cả nhà xem đường xá này, trời ơi. Này, đường này đi rất là nguy hiểm chú nhờ. Nguy hiểm chứ. Vâng. Đấy, chứ cái sắt nó như thế này mà nó bẻ đi như là... Vâng. Đường vào trong là còn khó hơn nữa này cả nhà. Trời ơi. Hạ kính. Sao đội này đội người nhà. Dạ. Hạ kính trước mắt. Sao đội người nhà. Dạ. Thì ngày hôm nay thì ngồi trên xe đi cùng Trọng thì có một chú là ở bên chính quyền địa phương. Hội chữ thập đỏ, thường trực hội chữ thập đỏ huyện. Chú là chủ tịch à chú? Thường trực. Vâng. Thì chú là bên thường trực hội chữ thập đỏ. Thì đoàn của Trọng là đi đến đâu là cũng làm việc với tất cả chính quyền địa phương cả nhà. Thì bây giờ là Trọng có đi cùng với chú bên thường trực hội chữ thập đỏ vào thăm bà con ở trong xã Yên Phượng. Cái này là Tân huyện Phượng, Tân Phượng, à, xã Tân Phượng. Xã Tân Phượng, huyện gì chú? Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là một cái địa phương là bị thiệt hại khá nặng nề. Dạ. Về đây để nhìn những cái đường xá cũng như hỏng hóc. Và dạ, cái bột trong những cái xá là thông đường sâu nhất. Đây là cái xã mà phải nói là vùng sâu vùng xa nhất của cái tỉnh Yên Bái luôn đúng không chú? Nó cũng không hẳn sâu, nhưng bên nếu gọi là bên phía đông bắc thì là xa nhất. Vâng, cả nhà xem đường xá này. Ôi. Này, cả nhà xem này cả nhà ơi. Ôi, sạt lở này. Nhìn rất là ghê luôn cả nhà, rất là nguy hiểm. Thì bây giờ là Trọng cùng với chú bên hội chữ thập đỏ, bên chính quyền địa phương sẽ đi vào thăm bà con ở trong này nhé cả nhà. Chút xíu nữa vào thăm ở trong này thì Trọng sẽ nhờ chú gì nhờ, Trọng quên rồi chú. Huấn, Lưu Đức Huấn. Trọng sẽ nhờ chú Huấn bên hội chữ thập đỏ xem xét những cái hoàn cảnh mà người già đặc biệt khó khăn. Thì riêng về bên kênh của Trọng thì sẽ có
những cái món quà tuyệt vời để gửi tặng cho bà con ở trong khu vực này nhé cả nhà. Thì mời cả nhà tiếp tục xem cái video này nhé. Xin chào cả nhà. Thì bây giờ là Trọng đang có mặt tại cái địa điểm thứ hai trong cái hành trình mà đoàn cứu trợ của anh em Tây Nguyên mình đi ra ngoài miền Bắc này. Thì cái địa điểm thứ hai thì đây là vẫn là ở cái khu vực Tây Bắc luôn đó cả nhà. Đây là ở thôn Lũng Cọ, xã gì anh? Xã Tân Phượng, huyện Lục Yên. Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Vâng, đây là một cái thôn nó cũng phải nói là cũng gọi là vùng sâu vùng xa, bị ảnh hưởng về bão lũ rất là nhiều luôn đó cả nhà. Thì kế bên Trọng đây là anh trưởng thôn. Anh tên gì nhỉ? Tên anh là Triệu Văn Khương. Anh Triệu Văn Khương. Thì hồi nãy là đoàn cứu trợ của Tây Nguyên mình thì cũng vào đây và cũng đã phát quà thì cho hộ dân rồi. Phát mì gạo này kia các thứ, mì với cả bánh kẹo các thứ, cái lương thực. Thì sau khi mà trao đổi với anh thôn trưởng á, thì Trọng biết được là ở trong làng cuộc sống của bà con trong những cái mưa bão á, rất là khó khăn luôn. Nên là bây giờ là Trọng sẽ có những cái món quà đặc biệt để hỗ trợ cho bà con ở đây. Thì kênh YouTube của Trọng thì trước giờ là cả nhà xem video thì cả nhà cũng biết rồi. Cứ những cái hành trình của Trọng, những cái chuyến đi của Trọng từ trước tới giờ là anh em Trọng đi rất là nhiều chuyến rồi. Thì những cái chuyến đi của Trọng là thường có những cái nhà tài trợ. Thì ngày hôm nay thì thấy bà con thôn dân ở đây cuộc sống hoàn cảnh rất là khó khăn á, nên là Trọng có một cái món quà nho nhỏ của Mạnh Thường Quân ở bên Trọng. Thì cái món quà này là của gia đình chị Thủy ở Úc. Thì gia đình chị Thủy ở Úc thì có gửi cho Trọng số tiền là 20 triệu thì để cho Trọng đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn á. Nhưng mà ngày hôm nay thì Trọng thăm bà con ở đây, thấy bà con ở đây rất là đặc biệt, nên là Trọng sẽ phát cho bà con ở đây, mỗi bà con mỗi hộ là sẽ một phần quà. Thì bây giờ ở trên tay của Trọng đây này cả nhà. Đây, tay của Trọng đây là số tiền là 20 triệu. Thì đây là tờ 200 này. Tổng cộng ở đây là có 100 tờ. Thì cái số tiền này là của gia đình chị Thủy ở Úc nha cả nhà, gửi để Trọng đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà Trọng sẽ phát cho quà ở đây luôn, tại vì bà con ở đây ảnh hưởng lũ cũng rất là nhiều. Thì để mà cả nhà có thể hiểu rõ hơn về hoàn cảnh bà con ở đây như thế nào thì Trọng sẽ hỏi anh thôn trưởng. Thì anh có thể cho em biết một số thông tin là thì những ngày qua thì mưa lũ đây, thì cái bão số 3 đây, thì ở trong thôn mình có bị sạt lở hay là cuộc sống bà con có ảnh hưởng nhiều không anh? Vâng, thưa anh là đối với thôn Lũng Cọ, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là một trong những cái địa phương mà cũng chịu ảnh hưởng về cơn bão số 3. Thì cũng ảnh hưởng trực tiếp đến bà con rất là nhiều. Cái thứ nhất là về ảnh hưởng về sạt lở đất, ảnh hưởng về nhà cửa thì phải di rời một nhà. Đấy, hiện nay là bà con thì cũng giúp đỡ nhau, hộ nhau để tháo dỡ một nhà. Xong đây là có 8 nhà là bị sạt lở tà luy dương. Thì hiện nay cũng với khối lượng đất đá cũng rất là nhiều. Thì bà con cũng hỗ trợ nhau làm trong cái thời gian vừa qua là cũng đã tổ chức để cho bà con dọn dẹp. Về cái thứ hai nữa là về cái phần đường xá đi lại thì đối với thôn Lũng Cọ là một trong những cái thôn mà cũng bị sạt lở ách tắc rất là nhiều, cho cô lập trong một thời gian là hơn một tuần thì không thông tuyến ra bên ngoài được. Thì cũng bà con nhân dân thì ở thôn thì cũng rất là khó khăn về vấn đề là nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm thì không đi mua được, mà muối mắm mì chính nói chung là cũng rất là khó khăn trong một thời gian vừa qua. Thì về hiện nay thì đường trục chính thì đã thông rồi, nhưng mà còn một số cái tuyến đường của thôn bản ấy, nội thôn ấy, đi lại trong thôn ấy, thì vẫn bị sạt lở, đúng không? Sạt lở vẫn bị ách tắc, thì thôn cũng chưa có cái kinh phí để mà nhờ máy về thông san gạt để thông đường. Đây là những cái khó khăn đầu tiên của bà con là vấn đề đi lại là vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Việc thứ hai nữa là do sạt lở cũng bà con một số gia đình cũng mất rất là nhiều đất để mà sản xuất, cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con nhân dân. Cũng qua đây thì cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân nói chung và cũng như các nhà hảo tâm, và đặc biệt là hôm nay có anh Trọng Vlog nha. Bên kênh YouTube Phúc Trọng. Phúc Trọng thì cũng đến có những cái món quà rất là ý nghĩa và thiết thực, động viên cho bà con kịp thời, thì cũng thay mặt cho bà con nhân dân thôn Lũng Cọ xin cũng xin chân thành cảm ơn kênh của Trọng, và cũng chúc cho kênh luôn luôn là phát triển, và chúc cho
cái việc đồng hành đi giúp đỡ bà con của Trọng sẽ đạt được những cái kết quả như mình mong muốn. Dạ, vâng. Thì cái quãng đường mà di chuyển từ ngoài vô trong này thì như lời anh nói là bị sạt lở rất là nhiều. Thực tế khán giả xem video của Trọng ngay từ ban đầu, khán giả cũng thấy rồi. Hồi nãy xe hàng của anh em trong đoàn Tây Nguyên của mình là không có thể lên được luôn, phải xuống dưới để đẩy luôn đó cả nhà. Thì thôi bây giờ là như anh em đã hồi nãy em đã trao đổi qua với anh rồi. Là thôn mình có 83 hộ đúng không? Em sẽ hỗ trợ thêm. Đây là món quà của Mạnh Thường Quân ở bên em. Là của gia đình chị Thủy ở nước Úc. Thì bây giờ là mình sẽ hỗ trợ cho là mỗi một hộ dân là mỗi một khẩu là 200.000 ha. Vâng. Thì gạo nước nhu yếu phẩm thì tại vì bây giờ đường thông thì cũng có một số đoàn họ vào họ tặng ha. Nhưng mà theo em thấy là để mà thoải mái nhất, để mà cần thiết nhất ngay lúc này thì chắc em sẽ là phát tiền để bà con mình có thể mua thịt, mua cá và chú đọc. Dạ. Ok. Thế thì bây giờ anh em mình quay lại thông báo với bà con xong rồi anh em mình sẽ phát ha. Cảm ơn anh. Dạ. Ok. Thì bây giờ là Trọng với cả chính quyền địa phương là đã tập hợp bà con ở cái thôn Lũng Cọ tập trung ở đây rồi cả nhà. Bây giờ là Trọng sẽ thông báo với bà con để Trọng phát quà cho bà con nhá. Thì đầu tiên là cho Trọng cùng với cả tất cả anh em ở trong đoàn của Trọng gửi lời chào đến tất cả các anh chị, cô chú, ông bà có mặt ở đây nhá. Dạ, vâng. Thì những ngày qua thì bão lũ thì Trọng cũng xem được ở trên báo đài. Với lại là Trọng cũng làm việc với anh thôn trưởng. Thì Trọng biết được là hoàn cảnh của bà con của mình ở đây cũng khó khăn. Nên là ngày hôm nay thì Trọng cùng với cả đoàn của Trọng có những cái món quà dành tặng cho bà con. Thì hồi nãy thì đoàn của Trọng là đã phát những cái phần quà cho bà con rồi. Còn bây giờ là Trọng sẽ phát cái món quà này. Thì cái món quà này là của riêng ở bên kênh YouTube của Trọng thôi. Đây là bây giờ là Trọng sẽ phát cho bà con. Thì mỗi một hộ như vậy thì là Trọng sẽ phát cho 200.000 để cho bà con của mình có thể chủ động mua lương thực, thực phẩm thiết yếu nhá. Bà con mình cho một tràng vỗ tay nào. Dạ. Vâng. Bây giờ là cháu sẽ mời từng cô chú ông bà, từng người ở bên đấy đi qua nhá. Một người nhận xong rồi người tiếp theo sẽ lên. Thì đây là anh thôn trưởng. Vâng. Anh bắt đầu anh Lâm đi. Vâng. Bắt đầu từ người đầu tiên đi. Thì em thì em không biết, anh thôn trưởng là sẽ kiểm soát ha. Em chỉ phát tiền. Thì bây giờ là Trọng đây chú đi qua đây luôn. Đi qua đây nhận đây tiền, này chú đi trước đây luôn. Đây này chú đi trước là chú cháu lộ. Đây. Chú mua gạo nhá. Vâng. Chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Đây chú đi vòng ra bên đấy luôn. Dạ. Tiếp theo anh bác báo đi. Cứ lần lượt nhá, thứ tự. Đây mọi người cứ chủ động đi. Vâng. Chú nhận tiền để mua lương thực thiết yếu nhá. Vâng, dạ. Đây, chú mua gạo nhá. Dạ, vâng. Vâng. Đây, của chú đây nhá. Dạ, vâng, chúc chú nhiều sức khỏe nhá. Đây. Alo. Đây, của chú đây. Hả? Dạ. Đây, của anh đây. Vâng. Hả nhỏ, đang muốn làm đồ à? Dạ. Đang nhiêu nhà thôn rồi, dạ. Đang nhiêu nhà thôn. Để từ từ để ra để cho anh ngoài kia kiểm soát, anh đợi một chút nhá. Dạ. Vâng. Để cho. Đang thì thua đùa tặng quà á ton hay nhé. Mọi người chờ bà nhá. Dạ. Một chút bà con nhé. Kệ. Đây một chút ra về để. Dạ vâng. Thêm thắt vào. Dạ vâng. Đây của bà đấy nhá. Thành ơi. Tiền này về để làm gì? Làm thế này thì kiểm soát nhiệt. Mua gạo. Vâng. Bà chắc phải bảy mấy nhỉ? 70 à? Nhưng mà mình ghi một nhà thôi. Chúc bao nhiêu sức khỏe nhá. Đây, bà đây. Không nhỉ? Đúng không mà ý là. Nhân là một cái ghi. Cứ tại ý làm vừa ghi. Ý làm vừa ghi thì vừa hiểu vừa ta xin của bà đây. Cái đó. Vâng. Đây, bà con mình lấy xong là đi về bên này luôn nhá. Ý làm với có xem vừa ý làm nhân này. Có con hẳn này. Đây, mày tính chị đây. Một cái gì vừa? Của chị nhá. Cảm ơn nhá. Dạ. Của chị đây. Hai hộ ý làm mà mua thông cảm không mà làm vốn nó lấy quá. Đấy, tay tàn thì một tay tu tay thiếu nha như vậy. Dạ. Cô đây. Nãy nè quà hảo tâm ha, vừa dễ hua tốt suốt ha. Dạ. Vâng. Thế bố mẹ cháu đâu? Bố mẹ cháu không đi được à? Vâng. Đây là bé này là đi nhận thay. Thì tất cả những bà con đi nhận quà, đây là họ đều là đại diện cho nguyên một hộ gia đình luôn cả nhà. Một hộ gia đình là có rất là nhiều người, thì là họ đại diện đi họ nhận thay. Họ nhận cho cả hộ gia đình. Đây của chị. Dạ. Cảm ơn nhé.
Đây của anh đấy. Rồi, phải phát triển nhanh nhé. Dạ. Đây của anh. Dạ. Dạ. Làng của mình đây là người đồng bào dân tộc Dao à anh? Dạ. Dao đỏ à chị? Vâng. Dạ. Hơi nắng một tí, hơi muộn. Dạ. Vâng, vâng. Chúc chú nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn anh. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe nhá. Đây chú. Dạ. Vâng, chúc chú nhiều sức khỏe ạ. Đây. Vâng. Chú chị đây. Dạ. Vâng. Dạ. Vâng. Dạ. Vâng. Vâng. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Vâng. Dạ. Đây của chị đây. Vâng. Đây. Dạ. Vâng. Dạ. Dạ. Vâng. Dạ. 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 Vâng. Đây của chị đây. Dạ. Của cô đây. Vâng. Dạ. Ừ, cảm ơn cháu. Vâng. Vâng. Dạ. Vâng. Dạ. Bà con đã nhận đặt tiền và trở về. Vâng. Dạ, vâng. Con dạ. Rồi, vậy là đã xong rồi cả nhà. Đây, còn sót anh này. Vâng, anh nhận chưa? Chưa. Vâng. Chúc gia đình anh nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Đây, bà con vẫn ở đây, tập trung ở đây này cả nhà. Thì nãy giờ là Trọng cùng với anh thôn trưởng với cả chú bên Hội Chữ Thập Đỏ. Thì ngày hôm nay là Trọng phát những cái món quà này, là Trọng có phối hợp với cả chính quyền đấy cả nhà. Thì xem xét những hoàn cảnh gia đình có cái khu vực mà có hoàn cảnh khó khăn nhất thì Trọng phát. Thì đây là anh mình phát là 83 đúng không anh? Vâng, 83. Thì bây giờ là còn 83, 100 trừ đi 83 là còn bao nhiêu nhỉ? 17. Thì ở đây là còn 17 phần quà nữa. Thì hồi nãy anh nói với em là cũng có nhiều gia đình hộ dân bị sạt lở, bị ảnh hưởng đúng không? Sạt lở có nghĩa là đường thôn bản ấy, người ta không chưa thông thì đang bị tắc thì không đi lại được. Dạ. Và việc lưu thông của bà con nó rất là khó. À. Và vẫn gặp cái khó khăn nhất là về vấn đề là đi lại của bà con ở trong thôn bản ấy. Dạ. Đường thôn bản nó bị sạt lở thì ách tắc, hiện nay chưa khai thông được. Vâng. Cái khó khăn đầu tiên là như vậy. Dạ. Và ngoài cái lương thực thực phẩm của bà con. Vâng. Dạ rồi, ok. Thế thì chú Hận đây, chú là đại diện bên Hội Chữ Thập Đỏ. Thì bây giờ là cháu phát là tổng là 100 phần, thì cứ mỗi phần vậy là 200, tổng là 20 triệu. Thì bây giờ là đã phát cho thôn là hết 83 phần rồi. Bây giờ còn 17 phần này thì bây giờ là chắc là bây giờ là có cả chú ở đây, thì bây giờ cháu muốn bàn giao cái số tiền này cho thôn để thôn khắc phục những cái mà nãy anh nói là khó khăn là đường bị sạt lở tắc đường của thôn bản ấy. Xong rồi mình lấy số tiền này để mình mua xăng dầu để đi khơi thông cái ok. Cái tiền mua xăng không có. Rồi, thì ở đây là còn 17 phần là tức là còn 3,4 triệu. Thì bây giờ là đây là còn 3,4 triệu này cả nhà. Thì cái quãng đường mà lúc nãy mà anh em mình đi từ ngoài vào là cái đường nó bị sình, nó bị lầy mà phải xuống xe đẩy lên đấy cả nhà. Thì những cái đó thì phải có máy múc này kia các thứ làm được. Thì ở khu vực thôn thì họ chưa có cái kinh phí, họ phải cần thêm để tiền để mua xăng dầu để khơi thông cái đó ra để cho người dân có thể đi lại được, để còn làm ăn rồi để còn thế này thế kia nữa. Bây giờ còn 3,4 triệu thì Trọng sẽ trao luôn cho anh thôn trưởng. Thì anh sẽ đại diện anh nhận số tiền này rồi anh mua xăng dầu này kia các thứ rồi để anh khơi thông cái đường xá đó để cho bà con có thể thuận tiện đi lại. Vâng. Thì bây giờ em trao cho anh luôn nhá. Vâng, cảm ơn anh dạ. Nhé. Vâng, vâng. Dạ, vâng. Cảm ơn rất nhiều. Cố gắng sử dụng cái đồng tiền này vào đúng mục đích, vâng, có lợi cho dân. Vâng, vâng. Và tất cả là mình phải công khai minh bạch cho dân. Đây là cái quà. Người ta rất là xa xôi về mua xăng dầu về để mà chạy máy phát vân vân. Vâng, vâng. Nhiều cái vấn đề lắm em. Vâng. Đối với bác với lại anh là chúng tôi sẽ thống nhất trong ban mặt trận thôn, chi bộ, thôn bản thì sẽ
ngồi với nhau để bàn bạc thống nhất làm sao sử dụng cái đồng tiền của các bác, các mạnh thường quân trao tặng làm sao mà đúng hiệu quả, đúng mục đích, hiệu quả nhất và cái quan trọng mà chúng tôi cần và ổn định bà con. Thứ hai là anh phải theo dõi là những cái cho bà con lên núi xem những chỗ nào nó có nguy cơ sạt lở là bây giờ chết người thật đấy, chết rồi đấy, không phải cái chuyện đơn giản đâu. Bất cảnh giác là hỏng ngay. Rất là nhiều thùng. Hôm nay là nó không cái địa tầng mà nó có vấn đề. Thì một lần nữa em chúc cho toàn bộ bà con nhân dân mình có thật là nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn nhá. Bà con nhân dân cũng cảm ơn. Anh em mình cũng tạm thời dưới đây vì tôi lại phải vào trong kia. Vâng, thì cháu cũng cảm ơn chú Huấn nhá. Okay, okay. Chú Huấn là bên Hội Chữ Thập Đỏ huyện, thì ngày hôm nay là chú ngày hôm nay là chú dắt đoàn của anh em Trọng vô trong này phát quà, rồi chú đồng hành cùng với Trọng để đi phát thêm tiền cho bà con nữa. Bây giờ là chú lại phải vào trong đấy để làm việc thăm bà con các thứ đúng không? Dạ. Rồi, cháu cảm ơn chú Huấn. Cảm ơn nhé. Chúc anh lên đường thường độ bình an nhé. Vâng, dạ. Ơi, chưa về đâu. Thì bây giờ là anh em của Trọng là đã phát quà xong rồi cả nhà. Anh em của Trọng phát quà của riêng bên kênh YouTube của Trọng với cả đồng hành cùng với đoàn cứu trợ của Tây Nguyên, của những người anh em Tây Nguyên phát đồ đạc lương thực thiết yếu cho bà con đã xong xuôi rồi. Thì chắc là bây giờ là anh em Trọng là sẽ tiếp tục di chuyển đến những cái tỉnh miền núi ở phía Tây Bắc cả nhà. Thì những cái tỉnh ở ngoài Tây Bắc thì gồm có là Lào Cai này, rồi Hà Giang này kia các thứ đó cả nhà. Những cái vùng trên cao hơn nó bị sạt lở nhiều hơn. Anh em Trọng sẽ đến đó thăm và để tìm hiểu những cái hộ dân khó khăn để giúp đỡ cả nhà. Thì cả nhà biết được những cái vùng nào mà có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà người dân cần giúp đỡ thì cả nhà có thể bình luận ở trong video này giúp Trọng nhá, để Trọng có thể lên trên đó Trọng thăm. Thì bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video tập 2, cái video phát quà này tại đây. Thì qua ngày mai Trọng lên Sơn La để thăm những cái ngôi làng mà bị tai nạn nhiều đó cả nhà, bị đất đá bị sạt lở nhiều. Trọng sẽ quay tìm hiểu về đời sống của người dân ở đó cho cả nhà cùng xem, để xem là cuộc sống của họ như thế nào. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem cái video này của Trọng. Thì cảm ơn gia đình chị Thủy ở Úc đã đồng hành cùng với Trọng. Và một lần nữa thì cũng cảm ơn các người dân ở khắp nơi đã đồng hành cùng với đoàn thiện nguyện của anh em Tây Nguyên mình đi trao tặng những cái phần quà ý nghĩa cho bà con. Thì Trọng không biết nói gì, một lần nữa Trọng xin chân thành cảm ơn. Cả nhà xem video nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho Trọng nhá. Đăng ký kênh để có những video nào ý nghĩa tiếp theo Trọng sẽ chia sẻ lên cho cả nhà cùng xem. Trọng xin chân thành cảm ơn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hằng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.